Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo trong 2 ngày tới, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài cho đến khoảng ngày 1 tháng 6. Sau đó từ đêm ngày 1 tháng 6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ở trên cao, nên các tỉnh thành miền Bắc sẽ bắt đầu đón một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa to tập trung nhiều tại các khu vực Trung Du và vùng núi. Do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực này sẽ có xu hướng giảm từ 2 đến 3 độ, nắng nóng lại tạm thời chấm dứt. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 31 tháng 5. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 38 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 28 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.